Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý vị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất khá là rộng để quý anh chị có thể là đầu tư sinh lời, xây nhà vườn, nghỉ dưỡng quý anh chị nhé. Và vị trí bất động sản của chúng ta ngày hôm nay đã xuất hiện một lô đất khá là vuông vức quý anh chị. Từ bên cọc bê tông này mình đánh sang bên trái là 10m và dài sâu xuống hai cọc bê tông phía dưới là 51m. Tổng diện tích trên sổ là 517m², bao gồm 300m² đã lên thổ cư, còn lại 217m² là đất lúa, và lô này lên thổ cư được quý anh chị nhé. Cái phần đất lúa còn lại thì nó nằm bao quanh cái thổ cư. Nằm ngay mặt tiền con đường này là đường đá xanh rộng 4m. Và do là ít người đi lại cho nên chúng ta cảm thấy nó nhỏ. Và con đường này là chúng ta chạy thông ra tới tỉnh Lộ 9 luôn quý anh chị, thông hai đầu. Ngang 10m, dài 51m, rất là tiện lợi để quý anh chị nào mua xây nhà vườn, biệt thự nghỉ dưỡng hoặc là mua để dành cũng như đầu tư sinh lời. Và lô đất này có giá là 3 tỷ 700 triệu Việt Nam đồng, giá bao thuế phí công chứng sang tên. Chọn gói là 3 tỷ 7, không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Tọa lạc ngay tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư cùng di chuyển theo Biển Xanh từ vị trí bất động sản ra tới đường lớn để chúng ta tham khảo xem nó như thế nào, dân cư ở đây ra sao. Vị trí ngày hôm nay thì xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ ra vào tới đất quý anh chị nhé. Và đường là đường chạy thông. Do ít người đi lại cho nên chúng ta ít xe đi lại đó quý anh chị, cho nên mình cảm giác cái đường nó nhỏ do là cỏ dại mọc hai bên đường rất là nhiều. Và ở đây thì cũng có kho nhà xưởng đang hoạt động. Khu vực này là khu vực liền kề, ngay bên cạnh là khu đô thị du lịch Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới. Dân cư ở đây cũng đang dần trở nên đông đúc và ổn định. Sự phát triển về kinh tế trong những năm vừa qua cũng đang tăng rất là cao. Bao bọc xung quanh đây khá là nhiều các cụm và khu công nghiệp lớn. Chính vì thế mà được đẩy mạnh về kinh tế phát triển, công nghiệp được phát triển khá là mạnh. Và chạy theo con đường này thì mình sẽ ra ngay trước mặt chính là con đường nhựa Đức Thuận, một hướng đi ra tỉnh Lộ 9 và một hướng đi vào khu đô thị du lịch sinh thái. Xin quý anh chị nhé. Quý anh chị nào quan tâm đến lô đất ngày hôm nay, ngang 10 dài 51, bao gồm 300m² thổ cư, 217m² đất trồng lúa, thì hãy gọi ngay cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình nhé. Và lô này thì chị chủ chỉ cần bán từ nay đến cuối tháng thôi. Nếu từ nay đến cuối tháng 6 này, tức là ngày 30 tháng 6 này mà chưa bán được, thì chị chủ sẽ vay ngân hàng, sẽ gửi cái sổ này vào ngân hàng để vay tiền, cho nên là sẽ không bán nữa. Và cái lô đất ngày hôm nay chỉ bán từ nay đến cuối tháng 6. Và đây chính là con đường nhựa Đức Thuận rồi quý anh chị nhé. Ở đây thì rất nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động. Chạy thẳng về phía trước là hướng đi ra tỉnh Lộ 9, còn hướng ngược lại là đi vào khu du lịch Cát Tường Phú Sinh. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.